Mến chào các em học sinh khối 7 đến với tiết học trực tuyến hôm nay. Các em à, ngay từ nhỏ, chúng ta được nghe bà kể chuyện cổ tích, nghe mẹ hát ru bằng những điệu dân ca ngọt ngào. Lớn lên, chúng ta được học những bài thơ, những chuyện ngắn, được đọc những cuốn tiểu thuyết dài. Cổ tích, ca dao những bài thơ, những tác phẩm chuyện ấy chính là những áng văn chương. Nhưng chúng ta có bao giờ tự hỏi văn chương có nguồn gốc từ đâu? nhiệm vụ của văn chương là gì và công dụng của văn chương như thế nào chưa? Để trả lời cho những câu hỏi đó, hôm nay cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu tác phẩm ý nghĩa văn chương. Mời các em bước sang tiết 90. Ý nghĩa văn chương, tác giả Hoài Thanh. Mục tiêu cần đạt của bài học. Thứ nhất, về kiến thức, nắm được sơ giản về nhà phê bình văn học Hoài Thanh hiểu được quan niệm của tác giả về nguồn gốc, ý nghĩa, công dụng của văn chương, thấy được luận điểm và cách trình bày luận điểm về một vấn đề văn học trong một văn bản nghị luận của Hoài Thanh. 2. Về kỹ năng, đọc hiểu văn nghị luận văn học, xác định và phân tích luận điểm được triển khai trong văn bản nghị luận, vận dụng trình bày luận điểm trong bài văn nghị luận. 3. Về thái độ, giáo dục học sinh ý thức trân trọng nguồn gốc, nhiệm vụ công dụng của văn chương, nâng cao ý thức về học văn của học sinh. Chúng ta bước vào phần tìm hiểu một la mã, đọc tìm hiểu chú thích một nhỏ tác giả. Hoài Thanh là người con đất Nghệ An, ông là cây bút phê bình xuất sắc, những bài bình thơ của ông rất đặc sắc tài hoa tên tuổi của ông trở thành bất tử với tác phẩm Thi nhân Việt Nam năm 1942, bài ý nghĩa văn chương viết đã trên 60 năm nhưng ngày nay chúng ta vẫn tìm được nhiều điều thú vị. Về tác giả chúng ta cần nhớ hai điểm sau. Thứ nhất, Hoài Thanh, tên thật là Nguyễn Đức Nguyên, sinh năm 1909, mất năm 1982, quê ở Nghi Lộc, Nghệ An. Thứ hai, Ông là nhà văn, nhà phê bình văn học xuất sắc, được phong tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn hóa nghệ thuật. Hai nhỏ tác phẩm. Xuất xứ, trích cuốn Văn chương và hành động, sáng tác năm 1936. Phương thức biểu đạt của văn bản là nghị luận. Bố cục văn bản gồm 3 phần, phần 1 từ đầu cho đến môn loài, nói về nguồn gốc của văn chương, phần 2, từ văn chương cho đến ra sao, xin lỗi hay sao, nói về ý nghĩa của văn chương, phần 3 là phần còn lại, công dụng của văn chương. Chúng ta chuyển sang phần 2 La Mã, đọc tìm hiểu văn bản. Một nhỏ, nguồn gốc cốt yếu của văn chương. Các em hãy trả lời cho cô câu hỏi Tác giả đi tìm ý nghĩa văn chương bắt đầu từ câu chuyện gì? Câu chuyện này cho thấy tác giả muốn cắt nghĩa nguồn gốc của văn chương như thế nào? Thì sĩ Ấn Độ khóc nức nở khi thấy một con chim bị thương, văn chương xuất hiện khi con người có cảm xúc mãnh liệt trước một hiện tượng đời sống, văn chương là niềm xót thương của con người trước những điều đáng thương và cảm xúc yêu thương cái đẹp là nguồn gốc của văn chương ở đây tác giả đã nêu vấn đề gián tiếp gợi cảm xúc và hấp dẫn đối với người đọc từ đó em hãy nhận xét cách vào đề của tác giả tác giả giới thiệu trực tiếp hay gián tiếp cách nêu vấn đề đó có tác dụng gì đó là cách vào đề gián tiếp gợi cảm xúc mạnh đối với người đọc và ta rút ra được nhận định rằng cách vào đề ở đây theo lối gián tiếp gợi cảm xúc hấp dẫn người đọc luận điểm được dẫn dắt và nêu theo lối quy nạp từ nội dung câu chuyện kể theo hoài thanh nguồn gốc cốt yếu của văn chương là gì theo ông nguồn gốc của văn chương chính là lòng nhân ái ta rút ra nhận xét nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và muôn vật muôn loài đó chính là lòng nhân ái Theo em, quan niệm như thế đã đúng chưa? Hãy tìm một vài dẫn chứng văn học để chứng minh cho ý kiến của Hoài Thanh. Quan niệm của Hoài Thanh về nguồn gốc của văn chương rất đúng đắn và sâu sắc. Ngày trước, Đặng Trần Côn viết Chinh Phụ Ngâm Khúc, Nguyễn Đình Chiểu viết Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Ruộc, Hồ Xuân Hương viết Bánh Trôi Nước. Tuy nhiên, quan niệm đó vẫn còn chưa đầy đủ, vì còn có nhiều quan niệm khác như văn chương bắt nguồn từ cuộc sống lao động của con người hoặc từ nhu cầu giải thoát con người trong cuộc sống hồ chí minh đã từng viết trong nhật ký trong tù ngâm thơ ta vốn không ham nhưng vì trong ngục biết làm chi đây ngày dài ngâm ngợi cho khuây vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do các quan niệm trên khác nhau nhưng không loại trừ nhau mà có thể bổ sung cho nhau Quan niệm của Hoài Thanh được chứng minh trong thực tế văn chương Đông Tây Kim Cổ. Nguyễn Du đã từng nói, đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Đặng Trần Côn đã viết chinh phụ ngâm khúc nói về nỗi cô đơn buồn tuổi của người chinh phụ. Và ta nhận thấy, quan niệm của Hoài Thanh là một trong những quan niệm về nguồn gốc văn chương có ý nghĩa đúng đắn và sâu sắc. Vậy, Chúng ta nhận định rằng quan niệm của Hoài Thanh là quan niệm đúng nhưng chưa đầy đủ. Ta chuyển sang phần 2 nhỏ, ý nghĩa của văn chương. Các em trả lời cho cô câu hỏi. Để làm rõ hơn nguồn gốc tình cảm nhân ái của văn chương, Hoài Thanh nêu tiếp một nhận định về vai trò tình cảm trong sáng tạo văn chương, điều đó được thể hiện qua lời văn nào? Em hiểu nhận định đó như thế nào? Các câu văn, văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng, chẳng những thế, văn chương còn sáng tạo ra sự sống. Hình dung với ý nghĩa là phản ánh bằng hình ảnh, hình tượng nghệ thuật, một cách thể hiện rất đặc trưng đặc thù của văn chương nghệ thuật. Đối tượng của văn chương chính là tự nhiên vạn vật và chủ yếu là cuộc sống của con người, thế giới tâm hồn con người qua cảm nhận của nhà văn rồi tái hiện trên trang giấy, sáng tạo ra những ra sự sống là thế giới nghệ thuật trong tác phẩm của nhà văn cũng sống động, linh hoạt, phức tạp với những đặc điểm riêng. Vậy, ý nghĩa của văn chương đó là hình dung của sự sống, sáng tạo ra sự sống đây là cách giải thích ngắn gọn công dụng đặc thù của văn chương. Văn chương phản ánh đời sống, thậm chí sáng tạo ra đời sống, làm cho đời sống trở nên tốt đẹp hơn. Từ hai ý trên, một lần nữa, tác giả tiếp tục khẳng định điều gì? Chỉ rõ cho cô biết câu văn thể hiện điều đó. Hoài Thanh đã khẳng định nguồn gốc của văn chương qua câu nói, vậy thì hoặc hình dung ra sự sống, hoặc sáng tạo ra sự sống, nguồn gốc của văn chương đều là tình cảm, là lòng vị tha. Vậy, các em trả lời thêm cho cô câu hỏi, tại sao nói về nhiệm vụ, ý nghĩa của văn chương mà bài văn lại trở về vấn đề nguồn gốc của văn chương mà không đi vào chứng minh luận điểm? ở đây bài văn muốn nhấn mạnh về nhiệm vụ của văn chương, công dụng của văn chương đều xuất phát từ nguồn gốc, văn chương được khái quát lên mức cao hơn, đó là tiếng khóc, lòng thương người và muôn vật, lòng vị tha, đây là cách lập luận móc xích. Và chúng ta rút ra ý thứ ba trong phần này. Nguồn gốc của văn chương đều là tình cảm, là lòng vị tha, tác giả đã khẳng định nhấn mạnh nguồn gốc cốt yếu của văn chương chúng ta chuyển sang phần 3 nhỏ công dụng của văn chương các em hãy đọc cho cô câu văn văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có luyện những tình cảm ta sẵn có cuộc đời phù phiếm và chật hẹp của cá nhân vì văn chương mà trở nên thâm trầm và rộng rãi đến trăm nghìn lần và cho biết xuất phát từ tình cảm văn chương có thể đem lại cho người đọc những gì giúp cho ta những tình cảm gì một cách hiển nhiên, Văn Chương đã gợi lòng vị tha, giúp bồi đắp tình cảm, gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có. Để nêu rõ công dụng to lớn của Văn Chương, tác giả đã giải thích và chứng minh bằng các câu văn những luận cứ nào? Đó là cuộc đời phù phiếm, chật hẹp nhờ có văn chương trở nên thâm trầm rộng rãi. Thấy núi non, hoa cỏ đẹp, nghe tiếng chim, tiếng suối. Lịch sử nếu xóa bỏ văn chương thì xóa bỏ hết dấu vết. Qua đó, em hãy nhận xét về cách lập luận của tác giả và phân tích tác dụng của cách lập luận ấy. Đây là một bài văn nghị luận vừa có lý lẽ lại vừa có cảm xúc, có hình ảnh. Ở đây tác giả đã giảng giải, bình luận về công dụng của văn chương chuyển cho ta tình cảm tốt đẹp, làm giàu thế giới tâm hồn con người, làm cho cuộc sống đáng yêu hơn. Tóm lại, về công dụng của văn chương ta rút ra được những ý sau. Gợi lòng vị tha, giúp bồi đắp tình cảm, gây cho ta những tình cảm không có luyện cho ta những tình cảm sẵn có, lập luận bằng lý lẽ, cảm xúc, lời văn có hình ảnh, câu hỏi tu từ. Khẳng định văn chương bồi đắp tình cảm tốt đẹp, làm giàu tâm hồn con người. Chúng ta chuyển sang phần 3 La Mã, ghi nhớ sách giáo khoa trang 63. Với một lối văn nghị luận vừa có lý lẽ, vừa có cảm xúc và hình ảnh Hoài Thanh khẳng định nguồn gốc cốt yếu của văn chương là tình cảm, là lòng vị tha. Văn chương là hình ảnh của sự sống muôn hình vạn trạng và sáng tạo ra sự sống, gây những tình cảm không có, luyện những tình cảm sẵn có. Đời sống tinh thần của nhân loại nếu thiếu văn chương thì sẽ rất nghèo nàn. Bài tập về nhà, kèm hãy viết một đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu chứng minh văn chương làm cho tình yêu quê hương đất nước trong ta thêm phong phú và sâu sắc. Các em làm vào vở bài tập và đồng thời gửi email cho thầy cô bộ môn văn của lớp mình nhé. Chúng ta đã hoàn thành bài học rồi, các em hãy chăm chỉ và nâng cao tinh thần tự học trong thời gian này nhé. Thân mến